mãi sau trăm năm một cuộc bề dâu. hỏi rằng người ở cung tiên hay về thoại phù chơi miền già căn. Cõi u minh hàn lâm xứ sở dọc chân hoang cơ bộ tù buồn liêu khách xương quan tàu tiên giọt đường mưa sương lạnh lùng. Sầu muôn đời mưa rừng xa thảo tường quả rừng mà ưng đào dương lên này trời tây trúc tỏa sen rừng xin chắc giang về miền dương giang. Thăm con cháu thăm làng xóm cũ thăm phố phường và dòng họ gần gần xa có nơi ăn chốn ở trong nhà khi thời phù hộ trước đà mừng vui. Thanh Đồng trì tại bản viện ở đây. Lúc sinh thời thì được cụ Khác chủ trì khối tổ đình đảng viên, cụ đã bố trí cho khai đàn mở phủ. Đối với trong đạo thì không có người thầy khai đàn mở phủ cho thì không thành Thanh Đồng được. Vì vậy cho nên là nhớ cái công ơn của đồng thầy thì bản viện hôm nay cảm tình với Hòa Thượng Tường Tọa Đại Đức Cô Tăng Ni, mời các Thanh Đồng đạo quan, tất cả các vị đệ tử của cụ của Lạc Viên về tại bản điện đây để trì chú an vị tượng Phật Dược Sư, trì chú an vị ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và an vị tượng của cụ đồng thầy Thích Đàm Thu Chuyên trì tại của tổ Lạc Viên. Thời giờ này thì tất cả quý Thượng Tọa Đại Đức Cô Tăng Ni đã an tọa trước chính cung. Trước hình lễ này con xin được bạn. Đáng lý nghĩ ra là phải tôi thần được vào 12 giờ đêm để tắt hết đèn. Nhưng mà theo Phật giáo thì Phật dạy là vận hành vô vi Phật sự, là chúng ta thay vào làm 12 giờ đêm. Đó là giao thời giữa ngày cũ và ngày mới, để chúng ta nhất tâm thì làm sớm hơn cũng được. Thứ hai là tắt đèn để chuyển từ tối sang sáng, cũng như lúc đó thì thần tượng của Phật, của Thánh, cũng như là thần tượng của cụ Đồng Thầy nhập vào, mang lại cái ánh sáng, mang lại cái trí tuệ, mang lại cái an vui, hạnh phúc cho tất cả các đệ tử của Phật, các đệ tử của Thánh, đệ tử của cụ Đồng Thầy. Đây là cái ý nghĩa của cái việc hô thần nhập tượng phải làm được đêm, phải tắt đèn như vậy. Thì nói về đấy gọi là tính thiện, và tính thiện. Nhưng chúng ta cái nhất tâm thì đều thành thiện cả. Vì vậy cho nên là chúng ta làm sớm hơn, không làm nữa nửa đêm, và chúng ta cũng không cần phải diệt tắt. Đèn là trí tuệ của Phật. Chúng ta ở đây thì toàn những con Phật cả, con Thánh cả, chúng ta đều giác ngộ cả rồi, cho nên cũng không nhất thiết là phải tắt đèn. Thì thưa trước vậy để cũng là cái thành quả Đức Tư Tăng, các Thanh Đồng đạo quan cũng hiểu được ý nghĩa của việc làm của mình như vậy. Thế để chương trình lý lẽ thì xin được bạch chương trình đại chúng chỉ từ tịnh pháp giới chân ngôn, thì đại bi và ba biến ở thập chú và bát nhã, và sau đó là hô thần nhập tượng. Xin các bạch để cúng dường Chư Tăng và các Phật tử hoan hỷ, và sau đó thì khai quang an vị. Chương trình như lẽ xin các bạch, và tiếp theo thì câu bản đèn thì các giới hội thánh sau khi mà an vị thì tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng của Đồng Thầy xong rồi chúng ta hội thánh cho người này. Cung kính Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật lai nhập thần tượng quỷ thần bất đắc lai nhập tập tốc thiết. Cung kính Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật lai nhập thần tượng quỷ thần bất đắc lai nhập tập tốc thiết. Cung Bồ Tát lai nhập thần tượng quỷ thần bất đắc lai nhập tập tốc thiết. Cung kính Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát lai nhập thần tượng quỷ thần bất đắc lai nhập tập tốc thiết. Cung kính Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát lai nhập thần tượng quỷ thần bất đắc lai nhập tập tốc thiết. Các bạn ơi, các bạn ơi, chúng tôi phải lấy đầu này. Anh khai ngũ nhớn giáo hữu khai quang chân ngôn thần đương trì. Dương lê đức sùng người hưng thảo thành các thế trận khởi công dùng người tập dương lê thời an lập an lê bị cần sùng kim nguyện thánh nguyện đàn a lệ chính sùng người tu bình đẳng phúc quả chi cao hồi cộng mại viên lê thầy cộng học hà sa chi phúc. Thank you.